Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với dụng cụ cơ khí Thiên Trúc. Thì hôm nay mình sẽ review cũng như là báo giá cho anh em một số dòng tay vặn chữ T ha. Thì thứ nhất, đây là dòng tay vặn chữ T của Crossman nha anh em. Đây, Crossman nha. Thì báo giá cho anh em luôn. Thì với những cái size này nó đều đồng giá hết là 65.000 nha anh em. Thì nó sẽ có duy nhất là 5 cái size thôi. T8 này anh em. T8 ha. T10. T12, T13 và cao nhất của nó là T14 nha anh em. Đó. Thì đối với những cái dòng sản phẩm của Rodman á thì ở trên thân nó sẽ có size số này anh em. Logo cũng như là chữ của nó đây. Rodman mã hàng 94561, 94562 vân vân. Ở cái phần này thì nó sẽ có size số đây, như cây 8 ly thì nó để 8 ly ha, 10 ly, 12 ly, 13 ly, 14 ly, vân vân. Với chất liệu thép là chrome vanadium nha anh em. Chất liệu thép này là thép CRV nha anh em. Rồi, đồng giá hết là 65.000 cây. Với kích thước là chiều dài nha anh em, chiều dài sẽ là 30 cm và chiều ngang của cái cây T này sẽ là 20 cm ha. Nó khác những cái dòng khác là chất liệu của nó là CRV nhưng mà nó sẽ xi bóng nha anh em, toàn bộ là xi bóng hết. Thì với anh em mà xài gia đình á hoặc là những anh em mới vô nghề á thì xài Crossman là ok rồi nha anh em. Rồi sau này mình có điều kiện hơn mình sắm những cái dòng cao cấp hơn ha. Rồi, để mình qua cái mẫu thứ hai thì hôm nay mình sẽ review ba cái mẫu của ba hãng cho anh em xem. Thì đối với dòng thứ hai á thì bên mình đang bán là cái dòng của Top Gun nha anh em. Những cái cây T của Top Gun á thì trên thị trường anh em hay nói ví dụ như là Top Gun sẽ top thiệt, top xịn á, thì nó khác nhau ở cái chữ là top với Top Gun nha anh em. Thì đối với cái dòng Top Gun này thì nó sẽ đủ size hơn, từ T8, T9, T10, T12, T13, 14, 17 và cả 19 luôn nha anh em. Thì những cái dòng T mình vặn tầm khoảng T14 là nó ok anh em. Vặn tới T19 là lực vặn hơi bị nhiều á. Thì đây mình sẽ báo giá cho anh em luôn ha. Đối với T8 của Top Gun nha anh em. Thì Top Gun là cái dòng thép CRV luôn, nhưng mà nó sẽ xi kiểu xi mờ anh em. Đó anh em thấy đẹp không? Cái phần này là xi bóng nha. Phía này nè, ở cái đầu tiếp nè, xi bóng nó cũng vậy luôn, có thương hiệu Top Gun CRV. Đây là size số và chất liệu thép chrome vanadium. Thì cây T8 này có giá là 125.000 nha anh em. Kích thước thì nó đều bằng những cái cây mà Crossman hồi nãy á, dài sẽ là 30 cm và ngang sẽ là 20 cm nha anh em. Rồi, cây số 9, đây là cây số 9. Thì nhiều cây số 9 á thì anh em cũng ít xài, tại vì theo mình biết á thì ốc số 9 anh em hay mở những cái xe Trung Quốc nhiều. Thì bây giờ thì nhiều anh em cũng ít ít làm xe Trung Quốc nên là ít cái mở size số 9 này lắm ha. Giá nó là 125.000 nha anh em cho cái size số 9 ha. Rồi, cái T10, của Top Gun là 125.000 luôn. Rồi qua đến T12 ha. T12 nó cũng vậy luôn. T12 nó sẽ trên giá một xíu nha anh em, 137.000. T13 nó bằng giá của T12, 137.000 nha anh em. Rồi, cái T14, là 160.000. Qua đến cái cây T17 nè, anh em thấy không? Nó to hơn nhiều so với cây T14 nha. Về cái phần đường kính của thân thép nè, anh em thấy không? Nó to hơn nhiều nha, tại vì những cái cây mà dòng lớn á người ta phải làm to để anh em vặn cho nó có lực á. Ở đây nè, đó anh em thấy không, nó cũng to hơn nhiều nên là giá nó sẽ cao hơn nha anh em. Giá cây T17 là 185.000 ha. Và cái size to nhất ở trong cái bộ chữ T của Top Gun này đó là cây size T19. Thì T19 có giá là 185.000, 185.000 nha anh em. Đó, cây to nhất nè, đầu 19. Thì cuối cùng
mình sẽ qua một cái dòng phải nói là trung cấp đi, cao cấp thì nhiều cái hãng khác này, anh em vô bình luận mà ném đá mình cho xem. Thì mình qua cái dòng của chính bên mình nha anh em, dòng của King Tony. Thì King Tony nó sẽ có những cái size là 8 nè, 10, 12, 13, 14 và 17. Rồi, đối với hàng của King Tony á thì nó không có cái bao bì gì hết nha anh em. Nó sẽ trần như thế này ha. Nhưng mà với chất liệu thép của nó, anh em nhìn nó sẽ tương đương với cái dòng Top Gun hồi nãy mình review á. Thân nó là thân T nè ha, thép CRV luôn. Thì mỗi những hãng á, nó đều ghi những cái chất thép là CRV hết. Nhưng mà riêng mỗi hãng thì mình biết là nó khác nhau hết nha anh em. Về cái độ cứng á, có nghĩa là nhiều hãng cũng xài CRV nhưng mà họ pha hoặc là nguyên chất gì đó. Thì cái này là cái chất liệu đầu vào của họ thì mình không có biết rành nha anh em. Đối với cây T8 của King Tony nè, nó khác những cái dòng kia là trên đây nó có khắc thêm nữa nè anh em. Như T8 nè, logo, chữ King Tony nè, mã hàng sản phẩm, thép CRV, khắc nhiều. Ở trên thân nó cũng khắc nữa nè. Thấy không? Số 8 nè, King Tony. Ở dưới đây thì cũng có số 8 King Tony. Cái việc mà khắc như vậy mình thấy nó tiện được cái anh em. Nếu mà anh em cầm hay chịu đứng này nè, mà treo lên bảng á, thì anh em nhìn cái số là anh em biết cây tơi số mấy rồi ha. Thì đây, mình sẽ báo giá luôn anh em. Cây T8 này giá là 149.000 ha. Cây T10 sẽ là giá 149.000. 12 sẽ là 165.000. Cây 13 sẽ là có giá là 158.000. Cây 14 có giá là 165.000 ha. Còn qua đến cây 17 nè anh em. Thì như hồi nãy luôn, anh em thấy không? Đối với từ size kích thước size 17 á, thì nó sẽ to hơn nhiều nha anh em. Cỡ cái thân nó cỡ gấp đôi anh em. Kích thước nó cũng to hơn nhiều nè anh em. Anh em thấy cây T8 với cây T17 không? Khác nhau nhiều ha. Rồi, cây T17 sẽ có giá là 235.000 ha.